điều kiện xét tuyển thẳng học bổng tại trường đại học hàng đầu của Úc, Melbourne. Đại học Melbourne ở đâu? Đại học Melbourne tại tiểu bang Victoria, Úc luôn được đánh giá có chất lượng giảng dạy cao nhất và có tỷ lệ làm việc sau tốt nghiệp lên tới 90%. Học gì tại Đại học Melbourne? Hiện tại, Đại học Melbourne được đào tạo hơn 80 chuyên ngành đại học với những ngành như luật, tâm lý học, nghệ thuật và nhân văn và y dược được đánh giá cao. Những sinh viên Việt Nam thường theo các ngành kinh doanh, kinh tế, kỹ thuật, khoa học máy tính, truyền thông và tâm lý học. Học phí tại Đại học Melbourne là bao nhiêu? Trường có nhiều học bổng không? Học phí cho sinh viên quốc tế theo học cử nhân tại Melbourne dao động từ 45 đến 55 nghìn đô la Úc, tức là từ 740 đến 900 triệu đồng một năm, với nhiều cơ hội học bổng cho sinh viên. Đặc biệt, sinh viên Việt Nam có thể được xét tuyển học bổng toàn phần nếu có điểm trung bình lớp 12 đạt trên 9,7 điểm. Nhà ở và chi phí sinh hoạt tại Đại học Melbourne như thế nào? Đại học Melbourne hiện đang quản lý tổng cộng 12 ký túc xá nội trú với đầy đủ tiện nghi, giá phòng nằm trong khoảng 404 đến 768 đô la Úc một tuần, tức khoảng 6,5 đến 12 triệu đồng một tuần. Với sinh viên Việt Nam, lựa chọn phổ biến nhất tại Melbourne là thuê nhà chung gần trường đại học với giá thuê trung bình khoảng 2 triệu đồng một tuần. Ngoài ra, các chi phí sinh hoạt như đồ ăn, tiền điện, internet, phương tiện giao thông công cộng được ước tính khoảng từ 275 đến 540 đô la Úc một tuần, tức là 4,5 đến 8,7 triệu đồng một tuần. Thủ tục xét tuyển tại Đại học Melbourne là gì? Trường Đại học Melbourne sẽ tuyển thẳng học sinh đến từ 23 trường trung học phổ thông trên toàn quốc từ tháng 7 năm nay. Học sinh ở những trường trên cần có điểm trung bình môn lớp 12 từ 8,5 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu 6,5 IELTS, không kỹ năng nào dưới 6, hoặc TOEFL, IBT từ 79 điểm hoặc PTE từ 58 điểm trở lên. Nếu không tốt nghiệp từ 23 trường trong danh sách, học sinh Việt Nam năm nay vẫn có cơ hội được tuyển thẳng nếu có điểm SAT từ 1.320 trên 1.600 hoặc ACT từ 28 trên 36 và điểm trung bình lớp 12 từ 8,8 điểm trở lên. Vậy các trường được xét tuyển thẳng là những trường nào? Tại Hà Nội, các trường trung học phổ thông như trường Chu Văn An, trường chuyên Hà Nội Amsterdam, trường chuyên Nguyễn Huệ, trường chuyên Đại học Sư phạm, trường Sơn Tây, trường Nguyễn Tất Thành, trường chuyên Ngoại ngữ, trường Kim Liên, trường chuyên Khoa học Tự nhiên, trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Thăng Long và trường Việt Đức. Vậy còn thành phố Hồ Chí Minh thì sao? Bao gồm các trường trung học phổ thông sau đây: trường Năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường chuyên Lê Hồng Phong, trường Nguyễn Thượng Hiền, trường Gia Định, trường chuyên Trần Đại Nghĩa, trường Nguyễn Thị Minh Khai, trường Lê Quý Đôn, trường Bùi Thị Xuân và trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở Đà Nẵng thì sao? Bao gồm hai trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh.